Chào các bác nha, hôm nay có đem về con bà tư đẹp, mái đẹp trong tranh luôn nha các bác. Này các bác nhìn ở cái bộ mái này các bác, khô ráo không miếng dầu mỡ gì luôn nha các bác, là không biết nhớt nhau luôn. Sau đó cái này sạch sẽ, này quay dưới cầm các bác coi nè, thoát rồi không, nhỏ nhắn chạy ruộng nhỏ vừa hợp với mấy ruộng ngoài miền Bắc nha các bác. Đây ba máy nha, đây cầu đó này, vỏ nó còn đẹp nha các bác, vỏ gai không bị đứt mẻ hết trơn luôn này, để chứ không gì nữa, lên gai cho các bác coi nè. Cái tay mới có mấy trăm giờ hả nha các bác, xe này là còn gì nữa, chắc 900 mấy giờ. Đâu phải coi nhờ, để lấy mình ra ra tay nó mới lúc 3 ngày nha các bác, cái tay lâu ngày nó xét kéo nặng lắm, cái tay nó xét rồi mai chạy còn gì nữa các bác, mình chạy thử cho các bác coi luôn nha. Còn gì nữa các bác, thấy chưa, đi sao luôn để khỏi coi. Nó hú, cái này không phải là dạng hú nó nha, để chạy xuống nhanh cho các bác coi nè, chữ H là xuống nhanh nha, mình gặp tới vậy, thấy chưa, chờ em chờ chút các bác coi nè, buông ra nè, thấy nhanh không, máy này là không còn gì phía trên, này là hú gió đó, đèn nó rất nhanh rồi, về câu rồi, máy này còn gì phía trên nữa. Chạy máy cầm có người ta chạy không còn nha các bác, cho nên chạy số chậm thôi, dưới đường nhỏ nữa, máy này rồi bao ngon luôn các bác ơi, nó đẹp trăm tranh luôn này. Rồi kết thúc video này nha, nếu các bác không hay chụp like một share nhớ vào phía chung để nhận được sự thông báo của kênh nhé, tạm biệt các bác.